Hi, thế giới đèn trang trí xin chào tất cả các bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành. Như mình đọc thấy ở trên rất là nhiều những bình luận của các bác ở trên kia bình luận trên kênh YouTube của bên mình về những cái dòng sản phẩm về đèn chụp cổng năng lượng mặt trời, và các bác có hỏi những câu hỏi ví dụ như là tại sao cùng một cái kích thước đèn mà lại có những cái mức giá khác nhau. Thì ngày nay mình sẽ chia sẻ cái video này về vấn đề đó các bạn nhé. Đó thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu đèn chụp cổng năng lượng mặt trời với cái size 400. Thì ở đây điển hình ở đây, những bạn thấy ở phía đằng sau mình đang có hai mẫu đèn hình chữ phúc và hình oval các bạn nhé. Rồi, như các bạn thấy được tổng quan ở đây thì cái chiếc đèn với cái kích thước size 400 này, bạn nhìn sẽ rất là to các bạn. Còn đây là size 300 này các bạn. Phía xa xa là chút xíu kia thì nó là cái size 250. Rồi, các bạn nhìn tổng quan đây thì chiếc đèn nó rất là to. Đó, rất là đẹp các bạn nhỉ. Đó, đây là chữ phúc này thì nó đã có hai màu, đó là màu vàng và màu đen các bạn nhá. Chiếc đèn trụ cột năng lượng mặt trời hình ô vuông kia nó cũng có màu vàng và màu đen các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao cùng một cái kích thước đèn như thế này mà ví dụ như mẫu đèn trụ phúc này nó sẽ nhiều tiền hơn thằng ô vuông này, và nó cũng sẽ nhiều tiền hơn cả mẫu cây tùng nữa các bạn nhá. Thì trong mẫu ở thế giới đèn trang trí thì có size có những cái mẫu chữ phúc này, hình cây tùng này, hình ô vuông này, đó thì nó có size 100 là như thế. Thì mẫu chữ phúc này là nhiều tiền nhất, sau đó là đến hình cây tùng và cuối cùng là hình ô vuông. Rồi, như các bạn nhìn ở tổng quan ở đây các bạn nha. Có lẽ là mình từ nãy giờ tại sao mình cứ lia cái chiếc cam này cho các bạn nhìn. Thì ngay ở cái một cái nhìn này thôi, các bạn có một cái sự cảm nhận gì không ạ? Đó, cùng là size 400 nhưng các bạn nhìn sẽ cảm giác thằng chữ phúc này nó sẽ to hơn đúng không ạ? Đấy, đi à, để mình lấy cái chiếc đèn này, mình sẽ để cùng một cái màu vàng đi cho các bạn cùng dễ xem các bạn nhé. Rồi, đây, đó, nó cùng là một cái tông màu vàng thì các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Đó, thì bây giờ như ngay từ cái một cái nhìn cảm quan thì các bạn sẽ thấy được rằng là hai cái chiếc đèn này nó có sự khác biệt nhau các bạn nhé. Những cái chiếc đèn thì khi mà chúng ta gọi kích thước của nó các bác nhá, thì tất cả những cái kích thước đó nó đều được là kích thước của phần mái và phần chân đế các bạn. Ví dụ một chiếc đèn size 400 thì cái phần mái này nó sẽ là cái phủ bì của nó sẽ là 400 các bác nhá, cũng như là phần chân đế thì nó tương đương 400, và cái chiếc ống ô vuông này cũng thế này các bạn. Nhưng khi các bác nhìn vào đây các bác sẽ thấy nó sẽ có một sự khác biệt này. Các bác sẽ thấy hình chữ phúc này nó to hơn đúng không ạ? Bởi vì đơn giản thôi, bởi vì là cái phần thân này thì nó to hơn hẳn các bạn. Các bạn nhìn khoảng cách từ cái thân này đến phần mái nó chỉ chênh nhau tầm khoảng 2 phân thôi. Nhưng mà với cái chiếc đèn này thì từ phần thân đến phần mái thì nó chênh nhau tầm khoảng 3 phân rưỡi đến 4 phân các bạn nhé. Đó, chính vì thế mà cái phần thân này nó sẽ to chiều ngang hơn và to đều bốn mặt. Còn cái phần hình ô vuông này thì cái thân này nó sẽ nhỏ hơn so với cái phần chữ phúc này. Đấy, như bạn thấy được ở đây. Đó, chính vì cái kích thước nó có sự khác biệt nhau là như thế, cho nên khi các bác nhìn vào thì các bác sẽ có một cái cảm giác là chữ phúc này nó to hơn. Nhưng bản chất thì phần mái và phần chân đế thì nó kích thước nó bằng nhau các bác nhá. Rồi, một cái vấn đề nữa, đó chính là khi mà phần thân này nó lớn hơn đồng nghĩa việc là cái vật liệu mà để mà làm cái chiếc đèn này nó sẽ nhiều hơn các bác nhá. Chính vì thế giá thành của nó sẽ cao hơn. Đó, không phải tự nhiên là một chiếc đèn cùng kích thước mà một chiếc đèn nhiều tiền hơn và một chiếc đèn này ít tiền hơn. Đó, rất đơn giản phải không ạ? Phần hệ thống tấm năng lượng mặt trời này giống y chang như nhau, kích thước to như nhau, hệ thống chip LED bên trong như nhau, hệ thống pin lưu trữ như nhau, những cái tấm mica này như nhau. Đó, nó giống nhau hết các bạn ạ. Nó chỉ khác nhau mỗi cái phần thân này thôi, kích thước của cái phần thân thôi, và cái kích thước của cái vật liệu này nó dày dặn hơn, nó nhiều hơn, nó dày dặn hơn. Khi chúng ta cầm một cái chiếc đèn này lên các bạn thì nó sẽ nặng hơn các bạn nhé. Và cái chiếc đèn này thì nó sẽ nhẹ hơn. Cái hình ô vuông này nó sẽ nhẹ hơn một chút, và hình chữ phúc này thì nó sẽ nặng hơn. Đây, thì để bây giờ mình sẽ đi dùng cân này để mình cân thử cho các bác nhé, để xem các bác có thấy được nó có sự chênh lệch không các bác nhé. Nhất là bây giờ thì mình sẽ test thử cái mẫu ô vuông này đi. Như các bác thấy được ở đây thì nó rơi tầm khoảng 3 cân rưỡi nha các bác nhé, 3 cân rưỡi với cái hình ô vuông này. Rồi, và bây giờ thì mình phải bỏ môn cái này ra. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cân cái thằng chữ phúc này
mình khẳng định luôn chắc chắn nó sẽ nặng hơn các bác nhé, chắc chắn nó sẽ nặng hơn bởi vì mình cầm cảm giác được ngay mà. Đó các bác thấy không, cái chiếc này, này nó nặng gần 5 kg cơ, tức là nó sẽ nặng hơn khoảng 1,2 kg, cho nó sẽ nặng hơn 1 cân các bạn. Thì các bác biết rồi, nó nặng hơn 1 cân đồng nghĩa việc là vật liệu nhôm nó nhiều hơn thì giá thành của nó sẽ nhiều tiền hơn các bác. Đó, vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn một chút xíu một cái nguyên nhân mà tại sao cùng một cái kích thước đèn này mà cái giá thành của nó lại khác nhau các bác nhé. Đó, mặc dù là hệ thống pin này, hệ thống năng lượng mặt trời và chip led nó giống y như trang như nhau. Đó, rồi cũng có kết cấu nó tương đương nhau, nhưng mà chính vì nó khác nhau ở cái là vật liệu của cái thằng mẫu chữ Phúc này nó nhiều hơn thì nó đắt tiền hơn. Vật liệu của thằng hình oval này nó ít hơn thì nó sẽ ít tiền hơn thôi. Đó, chỉ đơn giản thế thôi các bác nhá. Như các bạn mình vừa cân nó lên rồi, các bạn đã thấy hai chiếc đèn này nó chênh nhau đến tận hơn 1,2 kg. Đó, 1,2 kg hợp kim nhôm thì các bác biết rồi, đương nhiên thì nó sẽ nhiều tiền hơn rồi. Đó, rồi ok, thì mình vừa chia sẻ với các bạn một số cái lý do để nó có sự khác biệt với nhau về giá là như vậy các bác nhá. Cũng như những cái mẫu đèn 300 này cũng thế thôi, nó cũng giống hệt y chang như thế các bạn. Rồi ok, các bác muốn tìm hiểu hay tham khảo thêm những cái mẫu đèn chụp cổng năng lượng mặt trời thì các bạn hãy cứ liên hệ với Thế Giới Đèn Trang Trí qua số điện thoại mình đã ghi trên màn hình các bác nhé. Để bên mình có cái cơ hội được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho các bạn những cái dòng sản phẩm để nó phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của các bạn. Các bác có cái thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm những cái vấn đề gì về đèn chụp cổng thì các bác cứ comment ở phần dưới bình luận này các bác nhé, để Thế Giới Đèn Trang Trí sẽ hỗ trợ cũng như là trả lời cho các bạn, cũng như là giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc các bác nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.